cái phong tục của tập cúng này. Cả nhà có thể thấy nè, là phải bỏ dép ra đó, người ta đứng cái chân không để dân cúng sư các chư tăng qua đọc kinh chúc phúc lại đó. Ở bên Thái thì họ rất là cái sự tín ngưỡng về Phật pháp đó, họ rất có cái niềm tin rất là lớn. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hiện tại bây giờ Sang đang có mặt ở một trong những cái ngôi chùa địa phương cũng như là cái khu phố mà bán đồ cho người địa phương chứ không phải là khách du lịch. Trong này là bán đồ ăn cũng ngon mà đồ bán thì cũng rất là rẻ. Mà cả nhà đi cùng với Sang nha. Ở đây là bán đồ lạc son rất là nhiều. Đồ lạc son ở đây. Giống như cái chợ lạc son ở Việt Nam này. Đó. Bán những cái thứ đồ lạc son rất là nhiều. Đó, ở đây là chợ bán đồ cũ. Đồ cũ đúng không? Đồ cũ chứ. À, đồ địa phương đi. Lâu em chùa không lấy nữa, mình đi cái hội trình này. Đây được gọi là chùa gì? Chùa cũng phường đó chứ, phường này. À, chùa có cái phường này thôi. Cái này đại đầu xe bự không? Bảy đầu xe chùa phường gì? Xe chùa. Ở đây được con cái là người dân thấy ít có xả rác bậy lắm. Muốn làm lễ làm đồ hả, sẽ ra mua đồ sang đi bên này á, Bằng Cốc á, là mấy cung đường á, là nói chung về rác rến rác á, thì có ít khi nào mà sang thấy mà bừa bộn ở bên ngoài đường, kể cả luôn những cái con sông con kênh ở Bằng Cốc này, cả nhà thấy không? Không có miếng rác luôn, không có miếng rác luôn. Đó. Cho nên là thử ra đây, cái người dân của Thái về cái ý thức mà xả rác họ cũng rất là xem trọng. Đi rất là nhiều con nhánh sông mà sang đi ở thành phố Bằng Cốc mà không có thấy rác rến, kể cả những cái con đường đi là mình dạo hai bên đó là có việc rác rến nó rất là ít. Kéo cái cây nhánh vô cường cầm cầu quơ càng nhánh nó càng tốt. Này là bắt đầu khu địa phương này. Đây, cái chợ phường địa phương vô sang vô chợ. Chợ của người dân địa phương cũng bán giống như Việt Nam, nhưng mà được có cái ở đây là họ chiên sẵn, họ làm đồ ăn chín sẵn. Và ai đi chợ mà kiểu mà muốn mua về tự làm thì mua đồ tươi. Còn mua đồ bán sẵn á, ta tự chế biến sẵn rồi. Thì mình mua về họ tự chế biến. Giống những cái bình thức ăn rồi đó. Có những cửa ăn ăn cơm trưa là ta vô những cái bệnh của mình đi nha. Rất là nhiều luôn. Này chắc cái số quá. À, đây là cà phê hả? Ở đó cà phê là cháo. Cháo hả? Cháo mà đen nhìn nốt vậy hả? Như Thái Lan này. À. Như cháo đậu vậy đó. Giống như cháo đậu đen. Nước thịt đó. À, nước thịt đó. Ồ. Nè, cái này à, cái à, ở Việt Nam mình làm một án là đậu là tẩu. Tẩu, không chỉ như đậu cháo. Nhìn cho xa đây. Sao đây chứ? Cháo. Rồi. Mình đang ở đâu, tiệm nào đi trước chắc luôn á. Thấy không, đồ ăn người ta chấp trợ thì người ta làm vô bịch cho bịch nha. Có những nhà nào mà ăn uống đồ đó, muốn tiện không nấu thì mua sẵn nguyên bịch rồi. Có đầy đủ. Xuống phần con chén suối. Bên này ra phần vô chùa cũng tôm thì nhiều. Cái việc mà đốt nhang trong chùa cũng rất là ít. Đấy,
giống với số ở Việt Nam. Ở đây thì có mấy cái món này gọi là đồ nướng xiêm que. Quá trời luôn. Rất là ngon. Đi tiếp. Quá trời đồ nướng luôn. Một trong những cái điểm như mà vậy giờ sang đi qua bên đây mà sang chưa có quay những cái chợ truyền thống của người Thái. Đây là chợ truyền thống của người Thái. Cá là cá là cũng chiên sẵn nè cả nhà. Đó là cá chiên sẵn nè. Tức là anh gì vừa bán đồ tươi mà vừa bán đồ làm ăn sẵn á, để cho là người dân ta đi chợ người ta mua nó dễ, nó đồ ăn sẵn là vô bịch quá trời luôn. Kể cả canh luôn, rất là nhiều. Quá trời luôn không? À, rất là nhiều đồ nè, bịch đồ ăn sẵn sẵn không? Đó. Đây là tất cả những cái đồ ăn sẵn ở chợ ở của người Thái. Đó. Rồi sang quay tiếp là cho mọi người xem đồ ăn sẵn, xôi, chè, mấy món chè bên này cũng rất là ngon. Đây là hủ tiếu xào nè. Đó. Hủ tiếu xào của anh ta vô bịch, vô bịch. Bây giờ cái tiệm ăn của mình ở đâu anh? Họ họ gì vậy? Tiệm ăn của mình không? Ăn chỗ nào? Đây là hủ tiếu xào nha cả nhà. Chỗ này mấy món các đồ chai người ta bán đồ ăn sẵn đem về. Đi 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 ăn chỗ nào đó chỉ nãy giờ lộ hoài đó. Đồ rau, đồ la ghim nè, tức là tỏi hành ớt này đã vô bọc 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 nữa, rất là sạch, rất là sạch luôn. Đó mấy hàng rau mà bán cũng vô bọc rất là sạch, nhìn rất là sạch luôn, hết sảy luôn. À cái này đậu đậu Hà Lan nè. Đó. Đây là đậu. Bông. Có những cái này là gọi là những cái về cái truyền thống Phật giáo của người Thái á, thì người ta chiên về bông. Đó, người ta vô chùa đó là chỉ cúng ở chùa nãy cả nhà thấy ở đầu clip á. Và hạn chế đốt nhang. Nói chung là ta về cái dân bông thì nhiều. À đây chú chiên gà đó, là tất cả ức gà đùi gà ta chiên sẵn nè. Thử gì, thử gì mày mua luôn à? Mua luôn, thử luôn. Nhiêu cục? Nhiêu này nhiêu? 2 mát ta chỉ bạc 20 bạc hả? 30 bạc. Ừ anh thử không? Một cái cục đó 30 bạc. Thử không? Thử là 3 bạc. Ba mươi ba mươi ngày 20 hả? Cầm cái đùi đó nhanh đi cho nó đẹp. Ok cho mày cầm cái đùi luôn. Ok 20 bạc tương nhiêu? 30 bạc là tương đương lại nhiêu? 21.000 tiền Việt. Đó. Đó ai mua với số Thái Lan à? Làm tỷ phú bây giờ đó. Ai đánh đời sáng tôi tấm sàn cho số nè. Rồi rồi đi tiếp luôn. Đây là bán đồ giá này, thịt bò đó, đồ lợn ghim, tỏi ớt. Thấy không, ta bán đồ nấu sẵn nè, hầm cái này, heo hầm, cá cá đục để mà xuất trà. Tức là đồ ăn, đồ ăn sẵn rất là nhiều trong cái chợ truyền thống nha cả nhà. Bán rất là nhiều. Ủa chú ơi, còn này là cái gì đây? Đồ chiên hả chú? À, đồ chiên là đồ chiên. Đó. Những nhà nào mà không bận biểu á, không có thời gian để làm nấu ăn á, là ra mua mấy cái đồ này nấu sẵn rất là nhiều. Rồi giống như bánh nướng chiên cả.
Nào lẽ đơn ăn nhiều. Đúng rồi, bánh nước có trời. Đúng rồi, bánh nước. Ôi trời má ơi, chè. Quá trời chè luôn. Ôi trời ơi, chè ngon luôn à. Quá đã. Này chè đậu hay chè gì đó? Anh bàn, anh bàn. Này chè chè bánh tằm mà chắc. Đúng, chứ con mà ông thầy của chùa ông đang đi cũng được á. Con cúng gì không? Có, muôn phần cúng. Chè nè. Nhưng chè này là xôi hả? Chè như ngọt ngọt như kiểu như chè luôn. Chè một tâm lại. Có này là gì, khoai lang hả? Đúng đồ ngọt luôn. Là bánh bò nước dừa. Này chỉ như sẵn á. À. Mua một hộp này cúng dừng sơ đi. Bán cho anh hợp đi. Cái này 25 bạc cả. 25 bạc. Hả? 25 bạc. 25 bạc. Có 2 hộp. 50 bạc. 50 bạc. 50 bạc. Có bọn 50 bạc đó. Bên đây à? Đây này. Còn bên thế này nhá. Việt Nam. Ở Việt Nam họ trả. Được không? Có nè. 50 bạc cúng sư. Đó, 50 bạc cho 2 hộp chè. Mua 1 hộp ở cúng sư. À, mà anh bạc có lại 50. Anh kêu. Rồi, 2 hộp chè 50 bạc. À, chả cá người ta chiên là chiên trên cái miếng này. Đó. Chả cá miếng là vô cái hộp. Đó, rất là nhiều luôn nha cả nhà. Rồi, đây là đẳng cúng dường sư. Đây đó, đồ ăn đã làm sẵn là để mà đem về, rất là nhiều. Nó vô, nội vô trong cái chợ nó cũng sạch nữa, thấy không? Cái chợ là cả nhà thấy là không có một cái rác rến, đồ dơ, đồ không có dụng ở dưới tầm bậy. Lấy đồ cúng dường cho sư đi nào. Đây, xe mua 2 hộp, thấy có con sư cúng dường sư 1 hộp, chừa lại 1 hộp. Đúng rồi. Không, để mới đầu cúng dường rồi. Ôi giời, bắp. Này là bắp giống như bắp bắp Nét. Mỹ ở nhà Việt Nam mình bán nữa hả? Ok. Đây, mua hộp chè dân mình cúng sư. Cúng à, sáng là các chư tăng đi cúp thịt. Thì cái phong tục của các chư tăng này khất thịt vào buổi sáng ở Thái Lan thì rất là nhiều, mà một ngày là dùng chỉ có một cử thôi đó, ngày dùng chỉ có một cử, ngày dùng hai cử, cử sáng sau khi mặt trời mọc và cử trưa trước khi mặt trời đứng bóng là không dùng nữa. Thì mọi thứ cái sinh hoạt ăn uống hàng ngày là các chư tăng là phải đi khất thịt, chứ không có được phép nấu nướng tự ăn ngày nhiều cử. Thì Phật tử họ cúng dường cái gì đó là các ngày dùng cái đó. Này là bán cháo. Cháo vô bịch nè, có cải salad dưa leo nè. Đó. Trái cây, trái trà là. Đây là trái trà là, 1 kg là mấy trăm bạc. 160. Thế là mấy trăm bạc. Ông bà đưa hết trơn luôn, ngọn lát hay gặp hai chư tăng này không có gì cúng luôn. Khô cá. Ủa ăn ở đâu vậy, đi hoài vậy, cái tiệm nào? Dạ. Dạ con đó. Lấy một cái hộp cơm bỏ vô trong này đó, các chư tăng để mà dùng cơm. Rồi một cái bịch này bỏ đây hả? Chín bình cá. Dạ. Dạ, đó. Rồi một cái ly nước. Đó. Rồi một cái cây bông. Đó. Anh Kiều. Rồi qua dân cái vị sự kia luôn. Ok.
Đây, còn đây cũng dân sư đó, xà phú. Rồi thì đó, cái phong tục của người Thái này, thấy không? Đó, người tài sản, người dân người ta rất là ý thức. Và cái thấy các chư tăng đi đó là người ta mua đồ để mà dân cúng. Đó, thì các chư tăng vậy đó đi thức Phật và đem về chùa. Để chia các chư tăng khác dùng mỗi ngày người ta thay phiên nhau để mà đi. Nhưng mà dùng đó, ngày cử sáng sau, trước khi mặt trời mọc và sau khi mặt trời mọc, mặt trời đứng là hai cử thôi. Đó, rất là nhiều. Thấy không? Đó, những mâm cúng rồi. Gà ở đâu ăn đâu? Đây con quán một hả? Con gà. Một một món một hả? Trong kia có hủ tiếu. Bây giờ ăn cái gì à? Bây giờ mấy đứa ăn cái gì? Không có ăn cơm, cơm Thái. Cơm mình dạng. Đây hả? Chỗ này không có miếng thôi. Tôi ăn cơm gà đi. Cơm gà như này. Bánh cho đâu? Nè, ở đây là có bán rất là nhiều đồ. Mình có thể mình kêu thức ăn của người địa phương á, là mình kêu một người một phần phần nha, cũng dẫn đồ đó. Một phần đó là có luôn cái dĩa thì đó, sang đi cái chợ này là cái chợ địa phương, cả nhà có thể dòm toàn cảnh nè đó. Thì, nói chung là cái người dân địa phương thấy có người cái phong tục phong tục cúng này, cả nhà có thể thấy nè là phải bỏ dép ra. Đó, người ta đứng cái chân không để dân cúng sư là các chư tăng qua đọc kinh chúc phúc lại đó, cái phong tục của người Thái là vậy. Bây giờ như Sang đã nói với quý vị là tức là có nghĩa là mình vô trong cái chợ của anh nè, ở nhà có thể dòm hai bên đó là mình thấy là không có rác mà ta dùng bất lung tung, ta rất là ý thức vậy rồi thấy ấp giáp lắm, nó nhiều đó. Rồi bán luôn thì ta bán luôn rất là tiện lợi và giúp cho cái người tiêu dùng á nó có được cái sự lựa chọn thoải mái. Ví dụ giờ ai mà đi công việc nhiều hay là công việc nhiều không có thời gian nấu nướng thì mua đồ ăn sẵn và chế biến sẵn, còn ai có thời gian thì mua đồ tươi về nhà chế biến đó. Đó là cái chợ mà cái chợ của người địa phương đó, người Thái người ta nay sang đi vô để cho quý vị khán giả trải nghiệm thấy thêm đó. Giờ mình có mặt hàng của người Thái, một cái chợ nhỏ thôi chứ không phải là chợ lớn. Sang đi từ cái đầu chùa, cái đầu dưới kia là ngay góc chùa, ngay chỗ cái đoạn mà bán đồ cái gọi là đồ son, đồ cũ dài lại tới trên này rồi. Sang sáng sớm chỉ review cho mọi người thấy sơ về cái khung cảnh mà hoạt động của cái chợ địa phương của người Thái nha, như thế nào như thế này. Còn em này thì họ đang dâng nước cúng nước đó, gom đàn bò dâng nước cúng nước đến các chị tăng Thái. Sau khi cúng bậc thạch rồi đổ nước vô trong cái máy để dâng lên cúng cho người chị tăng, thì đang tụng kinh liên tục để chúc phúc cho những ai mà cúng dường đám muốn chia tay. Ở bên Thái thì họ rất là cái sự tín ngưỡng về Phật pháp đó, họ rất có cái niềm tin rất là lớn. Rồi đâm ra các chư tăng là luôn luôn nào họ coi trọng. Nếu như mà để mà cái sự tín ngưỡng về Phật pháp, niềm tin về Phật pháp để trong ta để giúp cho ta có được cái thân khẩu ý cũng như là hành động nó tốt hơn trong cuộc sống hàng ngày, thì mình giảm đi những cái điều mà ác, rồi mình luôn khởi sinh những cái điều thuận lành, thì điều đó nó rất là quan trọng giúp cho mọi chúng ta ý thức hơn trong cái cuộc sống, làm sao cho nó sống tốt, tránh đi những cái sự tham sân si trong cái cuộc sống này, để mà chúng ta có được trọn vẹn những cái quả lành, những cái phước tiện trong cái cuộc sống. Rồi thì một buổi sáng Sang cũng có cảm ơn mọi người đã xem video của Sang để mà chia sẻ những cái hình ảnh của người dân Thái Lan, cũng như bấm subscribe, bấm đăng ký kênh ủng hộ Sang, đừng quên theo dõi tiếp theo những cái video kế tiếp mà Sang chia sẻ đến cho quý vị nha cả nhà.
xin chào vậy là đã